Được thôi, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi đâu? Ba tớ để tớ đến Thượng Hải. Ngưỡng mộ cậu thật đấy. Chào cậu, chào cậu. Vừa nãy cậu nói gì vậy? Có gì đâu, chỉ là đang nói xem sau khi tốt nghiệp bọn mình sẽ đi đâu thôi. Vậy cậu đi đâu thì tớ sẽ đến đó. Chào cậu, chào cậu. Giang Tư Hàm, mày có thể làm được. Tư Hàm, cậu làm gì vậy Tư Hàm? Đừng nhìn nữa, đi chơi cùng bọn tớ đi. Tớ vừa nghe Lý Mặc nói, cậu ấy sắp đi du học với lớp trưởng đấy. Ôi, cái cảnh tượng này đúng là trai tài gái sắc mà. Lúc trước tớ cứ nghĩ là lớp trưởng thích cậu. Làm gì có, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi. Tớ còn không biết là cậu ấy sắp ra nước ngoài cơ. Vậy sao? Hai cậu thế này là thế nào đây? Trương Duyên vừa mới tỏ tình với tớ. Chúc mừng nha. Tư Hàm, tặng cậu đó qua này. Mong rằng cậu sẽ sớm gặp được tình yêu của mình. Cảm ơn. Tớ đi nhé. Tớ đi nhé Tư Hàm. Mong rằng người mà cậu thích cũng vừa hay thích cậu. Viết thư tình để bày tỏ thì có tác dụng gì cơ chứ? Rốt cuộc là do tự mình đa tình mà thôi. Lớp trưởng, thư tình nè. Tớ vẫn muốn nói với cậu rằng từng có một người từng rất thích cậu như tớ, luôn coi cậu là động lực để tiến về phía trước. Ngại quá, cậu nhận nhầm người rồi. Tớ thực sự rất thích cậu. Muối biển và hoa hồng dường như là một đôi tình nhân gặp nhau do sự sắp xếp của định mệnh. Không hề hỏi về quá khứ của nhau, nhưng lại có thể soi sáng cho nhau. Phải biết rằng gặp được nhau đã là tốt lắm rồi. Xin chào tất cả mọi người, tớ là khoai môn nhỏ biết ăn. Hôm nay, khoai môn nhỏ đã tìm ra một loại đồ ngọt khiến mình phải rung động. Sản phẩm này đến từ tiệm đồ ngọt nổi tiếng hàng đầu trên mạng của thành phố. Đồ ngọt của Son, Cộng Sinh. Tôi là Giang Tư Hàm, là một ngôi sao mới, từ từ đi lên trong giới ẩm thực. Ước mơ của tôi là trở thành người nổi tiếng nhất trong giới blogger ẩm thực. Mặc dù tôi chỉ mới vừa đặt chân lên con đường theo đuổi ước mơ, nhưng tôi tin rằng tôi nhất định có thể làm được. Đồ ngọt của Son quả nhiên là danh bất hư truyền. Trình Mộ, tôi sẽ đến gặp anh.
Được thôi, thế thì chúng ta có thể nhìn thấy danh sách tiệm đồ ngọt hot trên mạng. Tháng này của thành phố ra lò rồi. Chúng ta chúc mừng tiệm đồ ngọt Son có cảnh đẹp, trai xinh, đồ ăn ngon, tiếp tục giành được quán quân của tuần này. Kể từ tuần này, tiệm đồ ngọt Son đã liên tiếp giành được chức quán quân trong một năm của thành phố. Món bánh hot nhất vẫn là cô gái dưới trăng. Rốt cuộc, món bánh ngọt này có sức hấp dẫn gì? Rốt cuộc cô gái dưới trăng là ai? Đúng thực khiến người ta tò mò. Đó chính là cửa hàng đồ ngọt Son sao? Nhìn xem, chính là chỗ này. Thật sao? Cộng sinh. Cô gái dưới trăng. Đây là sản phẩm hot của cửa hàng chúng tôi. Bán rất chạy đó. Rất nhiều idol mạng đã đề cử nó đấy. Số lượng có hạn. Hôm nay chỉ còn lại duy nhất một cái này thôi. Tôi lấy cái này. Được à? Chỗ các anh, ai là Trình Mộ vậy? Sếp à, anh nhìn gì vậy? Không có gì. Xin hỏi, cô tìm sếp của tôi có việc gì không? Không có gì. Lát nữa mang cô gái dưới trăng cho tôi nha. Được à, cảm ơn. Anh làm sai rồi kìa. Đừng có giết mà. Hay là tặng cho tôi đi. Cảm ơn sếp. Bữa tối có đồ để ăn rồi. Cái này ngon quá đi mất. Nhất định phải đề cử món này mới được. Cô gái dưới trăng. Hoa hồng, mùi rượu, vị muối nhàn nhạt, dường như đang ở bên bờ biển lãng mạn. Dư vị hơi đắng chát, khiến người ta cảm nhận được sự bi thương khó hiểu bao trùm. Nhưng trong tích tắc, vị ấy lại bị hòa tan. Ngọt mà không ngấy, khổ mà không đau, khiến người ta có cảm giác hạnh phúc khi tìm được tia sáng giữa màn đêm tăm tối. Dĩ cũng được đấy. Đúng nhỉ? Tôi nói có đúng không? Xin chào, tôi là Giang Tư Hàm, là một blogger ẩm thực. Sản phẩm cô gái dưới trăng của bên anh, ngoại trừ mùi vị hương rượu hoa hồng và còn có chút mùi vị của muối biển thì còn cho thêm gì vậy? Vậy là chẳng nhớ tí gì về tôi hết. Cô đến để hỏi cái này à? Quá ra cô không hề nhận ra tôi. Tôi khuyên cô hãy nghĩ cho kỹ vào, sau đó hẳn tìm tôi. Có cái gương mặt đẹp trai đó để làm gì cơ chứ? Chẳng dịu dàng chút nào. Sếp à, nhìn gì vậy? Không có gì. Nhìn say mê thế cơ mà. Ngày nào anh cũng là người kết thúc công việc. Không phải hôm nay vẫn còn khách đấy sao? Hay là bọn tôi tăng ca nhé? Muốn tăng ca thật à? Bọn tôi đi trước đây. Đi đây đi đây, tạm biệt. Đi nhé, ngày mai gặp. Thật ngại quá, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Bình thường anh Tăng làm muộn vậy sao?
Hay là chúng ta nói chuyện chút đi. Blogger ẩm thực. Chị muốn nói về cô gái dưới trăng thôi hả? Tiệm chúng tôi không nhận phỏng vấn, cô mau về đi. Hàng Mục Châu, tớ thích cậu. Trong thế giới của tớ, núi là núi, biển là biển, hoa chính là hoa, chỉ có cậu là duy nhất. Lúc được nhìn thấy cậu chính là lúc tớ hạnh phúc nhất. Tỏ tình kiểu quái gì đây? Mong rằng nó có thể mang lại may mắn cho cô. Lẽ nào cô thật sự quên tôi rồi sao? Em đi điều tra thế nào rồi? Cái tên Trình Mộ này làm đồ ngọt giỏi thật đấy. Em rất có linh cảm với đồ ngọt của anh ta. Nhưng anh ta cứ nhất quyết không nói cho em biết về cô gái dưới trăng. Nếu không thì em đã có thể giết được rồi. Xin em đấy, chị bảo em đi điều tra người ta, chứ không phải giết cảm nhận về đồ ăn. Mà em sẽ điều tra cho chị được chưa hả? À đúng rồi, Duệ Duệ đâu? Em muốn nhìn thấy Duệ Duệ đáng yêu của chúng ta, để chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương của em. Dì nhỏ, con nhớ dì lắm. Duệ Duệ, dì nhỏ cũng nhớ con. Để dì xem nào, Duệ Duệ của chúng ta đã cao hơn chút nào chưa? Rồi ạ. Duệ Duệ ngoan, mẹ phải nói chuyện với dì nhỏ. Con tự chơi đi nhé, được không? Vâng ạ, tạm biệt dì nhỏ. Giang Tư Hàm, em mà còn làm hỏng chuyện nữa thì chuẩn bị nói lời chào với tiền thuê tháng nhà này đi. À đúng rồi, mẹ vẫn chưa biết chuyện em từ chức rồi đi làm blogger ẩm thực đúng không? Chị gái tốt bụng ơi, không phải chỉ là điều tra Trình Mộ thôi sao? Dẫn đi tra ngay đây. Lâu lắm rồi chị không gọi cho em. Lần này gọi cho em, không cho em biết lý do, mà đã bảo em đi điều tra người ta rồi. Đợi chị giải quyết xong bên này, chị nhất định sẽ nói với em. Em gái tốt của chị ơi. Cô đứng lại, đứng lại. Cô làm gì đấy? Tôi với người vừa nãy quen biết nhau, tôi tặng nấy chút đồ mà. Anh xem, tặng xong tôi sẽ đi ngay. Không được vào. Không phải người của tiểu khu thì không được vào. Để quấy vào đi, tôi quen quấy. Giang Tư Hàm, cô bám theo tôi lâu như vậy, rốt cuộc cô muốn làm gì? Lúc trước cô không quen tôi thật sao? Lúc trước tôi không hề quen biết anh, chỉ là quá thích cô gái dưới trăng mà thôi. Tôi xem trên mạng hầu hết những lời đánh giá về cô gái dưới trăng của anh đều là khen lấy khen để về thành phần và hương vị. Tôi muốn tìm một cách tiếp cận khác. Xin hỏi, tại sao anh lại làm ra được cô gái dưới trăng vậy? Phải chăng có câu chuyện nào đằng sau nó hay không? Muốn biết thật à? Cô gái dưới trăng quả thực là người thật, nhưng mà tôi không muốn nói cho người chẳng liên quan gì đến tôi hết. Anh đừng có mà quá đáng như thế. Trả tôi đây. Bản điều tra đánh giá Trình Mộ, cô coi tôi là đồ vật à? Tôi đánh giá năng lực 3 sao, đánh giá tính cách
Hai sao gạch bỏ, một sao gạch bỏ không sao? Cô đánh giá không chuẩn lắm thì phải. Sao mà không chuẩn được chứ? Dựa vào tình hình hiện tại để đánh giá, không phải tôi nên được 5 sao sao? Bản này sai rồi, tôi tịch thu nhé. Giang Tư Hàm, cô mà còn mang thứ vô vị này đến Son thì Son sẽ không mở cửa đón tiếp cô đâu. Trình Mộ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Trình Mộ phải không? Để tôi xem bộ mặt thật của anh. Trình Ngọc. Em muốn phỏng vấn em trai chị Trình Mộ. Trước nay nó chưa từng nhận phỏng vấn, thế nên mới cần đích thân xếp lại chị ra tay. Không phải lúc trước cũng sắp xếp cho em việc này sao? Nhưng lần nào em cũng từ chối. Sao tự dưng lại nghĩ thông rồi? Vì em nghe nói công ty chúng ta đã ký hợp đồng truyền thông với siêu mẫu Lý Cảnh Dương, nên em cảm thấy được cổ vũ đó. Em phải nỗ lực làm việc để bắt kịp tiến độ của công ty. Chị nghĩ mà xem, bây giờ Son đang là cửa hàng đứng đầu trên mạng đó. Nếu như em phỏng vấn được thì không những có thể tuyên truyền cho Son, mà em còn được hưởng chút danh tiếng, là có nội dung mới nữa. Được, chị sẽ sắp xếp cho em. Em đấy, phải hăng hái lên cho chị. Lời gian của em rất có trọng lực, phải cố gắng. Tuân lệnh. Đúng rồi, nhắc nhở em một chuyện. Nhớ phải giữ khoảng cách với thằng bé, không là sẽ bị thương đấy. Dạ. Tốt, hai người nhìn vào ống kính đi. 3, 2, 1. Tốt, rất tốt. Thêm tấm nữa nào, giữ nguyên nhé. Tốt, được rồi. Anh Cảnh Dương, Trình Mộ ơi, Trình Mộ, cậu đừng tìm cách hại tôi nữa được không? Rõ ràng tôi là một người mẫu, mà cậu hết lần này tới lần khác bảo tôi ăn thử đồ ngọt. Cậu thế này khiến tôi áp lực lắm đấy. Đúng rồi Cảnh Dương, hợp đồng đó đã đưa cho cậu ký rồi. Nhớ phải giữ dáng nghe chưa. Bye bye, cảm ơn chị Hoa. Càng ngày càng phất nhỉ. Định phát triển trong lĩnh vực diễn xuất à? Chỉ là tôi muốn tránh việc ngày nào chị ấy cũng lẩm bẩm, chắc tôi không biết kiểm soát cơ thể. Vậy thì cậu phải cố lên, chiến đấu gấp đôi cho đồ ngọt với thân hình. Cái đó thì cậu yên tâm. Nhìn gương mặt này của tôi đi, không đi xuống được đâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, dựa vào ngoại hình này, cậu mà muốn tìm tài nguyên thì chắc khác nào trăm hoa đua nở. Hơn nữa, cậu mà có người yêu thì chị cậu cũng sẽ yên tâm. Như vậy là tôi có cơ hội rồi. Nhưng tôi không có cái suy nghĩ này. Nhiều năm vậy rồi, cậu nên từ bỏ sớm đi. Chị tôi không nhìn trúng cậu đâu. Cậu không hiểu được sức hút của tôi đâu. Cũng không biết là tôi có sống được tới ngày cậu biết yêu đương không nữa. 33.000 năm rồi dạng cái xuân. Sống lâu rồi thì chuyện gì cũng sẽ thấy. Chưa ngồi ấm mông mà đã đi rồi à? Xử lý đống đồ ngọt này như cũ nhé. Cậu ăn xong rồi thì gửi phản hồi cho tôi. Vậy tôi đi trước đây. Đợi đã, nhớ giúp tôi hẹn cậu chị đấy. Đúng rồi, còn nữa, hình như điện thoại tôi hết pin rồi. Trên xe cậu có dây sạc không? Tôi phải giám sát thì cậu mọi lúc. Điện thoại tôi không thể hết pin được. Tự mà đi lấy. Đợi tôi với. Đợi chút. Tôi đã nói mấy lần rồi, bao dán ngày sản xuất của sản phẩm về đây cho tôi. Đúng đấy, sao cái nạn cũng không dán thế? Anh mau mang cái này xuống phía dưới đi. Dạng Kỳ, không được ức hiếp anh Ninh. Là anh Ninh chủ động giúp tôi mà. Đúng không anh Ninh? Ừ. Anh Ninh, anh cứ mặc kệ cô ấy đi. Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh Trình. Qua đây, qua đây.
lại xuất hiện một người phụ nữ dám đứng gần sếp của chúng ta rồi. Các cậu nói xem, cô ấy có thể kiên trì bao lâu? 3 ngày. Tôi thấy nhiều nhất là 5 ngày. Anh Ninh, anh nghĩ sao? Nhàm chán. Chắc là 1 tháng. Giờ thì tôi có thể phỏng vấn anh rồi chứ? Anh Trình, khối băng ngàn năm này không dễ bị cảm hóa đâu. Mau rút thôi, đi. Mau đi thôi. Có chuyện gì cô nói đi. Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Giang Tư Hàm. Tôi là đốc gơ ẩm thực của công ty Kỵ Ngọc. Khoai môn nhỏ biết ăn. Bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên, bí mật nào đã khiến anh làm ra món tráng miệng cô gái dưới trăng vậy? Bí mật. Không sao. Câu hỏi thứ hai nhé. Câu hỏi thứ hai, đối với anh, đồ ngọt có ý nghĩa đặc biệt gì không? Không có. Là thế này, nếu như anh tức giận vì chuyện bạn đánh giá thì tôi có thể xin lỗi. Chuyện tôi bám theo anh là không đúng. Nhưng mà cuộc phỏng vấn tuyên truyền này rất có lợi đối với Son các anh mà, đúng không? Phối hợp chút đi mà. Anh nghĩ mà xem, dựa vào sức ảnh hưởng của một blogger triệu fan như tôi thì sẽ vô cùng có lợi cho Son của các anh đó. Như vậy thì sau này Son của các anh không có hot nhất, chỉ có hot hơn. Hot hơn. Cô tên là cái gì biết ăn nhỉ? Khoai môn nhỏ. Bắt đầu nhé. Không cần để ý tới mấy tiểu tiết này đâu. Mặc dù bây giờ tôi chỉ có hơn 100.000 fan thôi, nhưng mà sau này tôi sẽ làm blogger triệu fan đó. Lời quảng bá của người sẽ trở thành blogger triệu fan, có tác dụng lớn lắm đấy. Đúng không nào? Tôi kể cô nghe một câu chuyện nhé. Được. Câu chuyện gì một người mang theo mùi hương của hoa hồng. Một năm trước, khi tôi đang trong khoảng thời gian bế tắc nhất của cuộc đời, đã gặp một cô gái cầm một bông hoa hồng trên tay. Cô ấy đã uống rất nhiều rượu. Cô ấy cũng rất đau lòng. Lớp trưởng, cô ấy muốn tỏ tình với người mà cô ấy yêu, nhưng cô ấy nhận nhầm người rồi. Rồi cô ấy nói với tôi rất nhiều lời, cũng cho tôi dũng khí có thể đối mặt với cuộc sống một lần nữa. Thông báo độc quyền, kiếp trước kiếp này của cô gái dưới trăng là món đồ ngọt đang hot, xong việc. Nhưng mà sao câu chuyện này nghe quen tai thế nhỉ? Hoa hồng rất giống lúc mình tỏ tình. Nhưng mà chuyện của người ta ngọt ngào bao nhiêu thì của mình thảm bấy nhiêu. Cái này cũng được đấy. Sao cậu lại đến đây? Nơi có chị thì sao thiếu tôi được. Đúng rồi, hôm nay gọi bọn tôi qua đây có chuyện gì? Cậu có chắc là tôi gọi mấy cậu đến không? Được rồi, nói chuyện chính. Tư Hàm, phản ứng về bài viết của em khá tốt. Cũng nhờ vào bài viết này mà tài khoản khoai môn nhỏ đã tăng lên 150.000 fan. Ngay cả chuyện làm ăn 2 ngày nay của Son cũng rất tốt. Hiện nay có một công ty muốn hợp tác với công ty chúng ta vì sức ảnh hưởng của tài khoản của em.
chỉ cảm thấy tranh thủ đỏ hot lúc này. Em có thể cập nhật thêm vài bài viết nữa để tăng sức ảnh hưởng của tài khoản của em. Hôm nay gọi mọi người tới đây là vì muốn bàn bạc với mọi người một chút. Sau này chúng ta nên tiếp tục thúc đẩy thế nào đây? Em đã nhận được tin nhắn riêng tư của vài bạn fan, nhưng mà họ đều muốn hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Trình Mộ, câu chuyện này của em còn có phần sau không? Không có. Không sao, em còn có kế hoạch B. Chính là em có thể đến nơi mà cô gái ấy tỏ tình rồi tìm kiếm một vòng, sau đó kể cho fan nghe một vài tình tiết. Biện pháp này được đấy. Trình Mộ, em phải giúp đỡ đấy. Đứa nào dám chặn được phát tài của chị thì biết hậu quả rồi đấy. Thế nên câu chuyện này của anh xảy ra ở đâu vậy? Làng chài Thanh Sơn. Nhưng mà cô đến rồi thì đừng hối hận đấy. Em biết làng chài Thanh Sơn, chuyến du lịch tốt nghiệp của em tổ chức ở đó. Sáng sớm ngày mai em sẽ đi chuyến xe buýt sớm nhất tới đó. Chị yên tâm đi xếp Trình. Xin chào, xin hỏi cô có đặt lịch trước không? Dạ không. Thành thật xin lỗi, bây giờ là mùa du lịch, chỗ chúng tôi đều đã được đặt trước hết rồi. Một phòng cũng không có sao? Không có à? Mùa du lịch thì phải đặt phòng trước, đây là kiến thức cơ bản. Xin lại tới đây. Chị tôi bảo tôi đến. Thưa anh, giờ chúng ta tiến hành đăng ký nhé. Hay là đưa phòng của tôi cho cô ấy đi? Anh chắc chứ? Thế anh phải làm sao? Lo cho mình trước đi, rồi hẳn quan tâm tới người khác. Ồ, cảm ơn. Đừng khách sáo. Cảm ơn nhé. Vậy đêm nay anh định ngủ ở đâu? Còn thế nào nữa? Tìm tạm một homestay thôi. Đưa điện thoại cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi, đồng bộ với WeChat. Nếu như có chuyện gì thì gọi cho tôi. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Đợi đã. Cái đó, địa điểm cụ thể trong câu chuyện của anh là ở đâu vậy? Tôi muốn đi xem chút. Rặng san hô phía tây. 2 giờ sau gặp lại. Sao cảm thấy chỗ này quen thế nhỉ? Trình Mộ, anh tìm được chỗ ở chưa? Đều hết phòng rồi. Cùng lắm thì chịu khó trong xe một đêm vậy. Chỗ này chính là địa điểm cho câu chuyện sao?
cho tôi á. Cô biết không, trong năm giác quan, thứ gần với trí nhớ của chúng ta nhất là khứu giác. Vậy nên có vài lúc chỉ cần ngửi được mùi hương tương đồng thì những ký ức đã bị chôn sâu cũng sẽ hiện lên một cách sống động. Thơm không? Thơm thật đó. Lớp trưởng, sao lại là tôi với anh chứ? Tớ thật sự rất thích cậu. Nhớ ra chưa hả? Vậy nên cô gái dưới trăng là tôi hả?